luôn anh. Trà Nam Phong. Ok, xin mời Nam Phong. Trước khi em trao đổi thì chào là anh Thơ Quang, chào các anh chị em diễn đàn, chào hai em trai Kiên Giang với lại gì Tư Tà Lõn gì hồi nãy đó. Không biết Khỏe không? tên tên Khỏe tuổi không thì mét? thôi cứ tạm xưng anh đi ha, Phèo tại vì mét biết rồi Nam Phong. Nam Phong phèo sao mét, Tư Tà Lộ nó báo cáo em rồi. đó. Lừa chứ kỳ. Ok, thì nãy giờ nói cái chuyện lá cờ thì nãy cũng ngủ thiêu thiêu rồi, tự nhiên giật mình dậy cái thấy đang lai lai thì giờ tỉnh ngủ luôn rồi. Thì tham gia với diễn đàn, thật sự mà nói về cái chuyện lá cờ thì bữa giờ chưa có tham gia, chưa có nói. Thì cái lá cờ thì trước giờ thì ba que thì nó luôn mang cái cờ vàng, nó đi đi để mà nó tự hào rằng đó là một cái lá cờ đại diện cho gì tự do, rồi cho đại khái là những cái mà nó không có thật á. Thì bây giờ mình chỉ nói, em chỉ nói sơ thôi nè, một cái lá cờ được sinh ra và được người khác biết đến, người khác tôn trọng thì nó phải được được cộng đồng thế giới họ 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 nhìn thấy hàng ngày và họ công nhận đó, cái lá cờ đó là đại diện cho một quốc gia, một dân tộc. Thì Việt Nam mình anh thấy đi lá cờ Việt Nam mình ở đâu, chúng ta ban ra ở đâu thì ở đó có cờ đỏ sao vàng, không? Ví dụ như chúng ta làm ngoại giao đi, các cái nước rồi chúng ta có đại sứ quán, lãnh sứ quán thì tất cả nơi đó đều có cờ đỏ sao vàng tung bay. Rồi chúng ta đi tham dự các cái kỳ thể thao chẳng hạn, thậm chí là các cái cuộc thi không liên quan thể thao, chúng ta vẫn khoác, các cái em đi thi vẫn mang cái cờ đỏ sao vàng đi. Đó, nó thể hiện cho một cái hình ảnh của một đất nước, một dân tộc mà chúng ta phải tự hào. Bởi vì một cái dân tộc đó đứng lên từ từ đổ nát, từ chiến tranh đó, gây dựng lại và bây giờ đang sánh vai với các cường quốc Nam châu, thì chúng ta phải tự hào. Không có cái cớ gì mà chúng ta không tự hào về cái lá cờ đỏ sao vàng. Còn cái cờ ba que thì nó tung bay ở đâu anh? Nó vô sân vận động thì bị cảnh sát Úc nó tịch thu một cách nhục nhã, đúng không? Ê, oai Nó tung oai bay lắm ở Nam Phong, oai lắm nó tung nha, bay oai lắm mà, tung bay trên đồi Capitol Mỹ đàng hoàng nha, đừng có giỡn, đừng có đùa à, oai lắm 40 bản á. năm nó được một lần tung bay và bị liệt vô cái cờ khủng bố đó. Còn lại thì nó có thể nó được tung bay ở cái đài tưởng niệm gì ở bên Cali, có một cái đài tưởng niệm mà nhưng mà nó không không tự đứng một mình được anh, bởi vì Đúng rồi, đúng cái rồi, đúng bản rồi. chất văn nhắm nó phải có bố Mỹ, cho nên cái cờ ba que ở đâu thì bố Mỹ ở đó, cờ Mỹ ở đó. Giống như là một người mẹ mà bế đứa con đang bú á, bú 47 năm mà chưa bỏ bú á, nó nhả ra là chết chết luôn. Đứa con 47 năm mà tự hào cái cờ ba sọc. Dẹp đi mấy ông, bỏ đi. Đó, đừng có mang nỗi nhục của mình đi cho thiên hạ, cho thế giới người ta cười. Giờ ai công nhận, không có cơ mà xếp xó. Giờ nè, sắp tới mà đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam qua bên bên Úc đá cái giải bóng World Cup nữ thế giới ở Úc và New Zealand đó, thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái dễ vàng ba sọc được cảnh sát Úc họ tịch thu. Còn thu là làm gì không biết, có thể là họ chùi chân hay là họ làm gì chuyện ngoài, còn cái chuyện tung bay là không bao giờ có rồi đó, nó không được phép. Rồi nói tới cái cờ thì nãy giờ nghe bố cầm rồi các anh cũng phân tích rất nhiều đó, thì thật sự mà nói thì nó đã chết rồi. Cái cờ nó chết, chỉ có mấy một số kẻ muốn phục dựng lại, một cái thây ma nó chết từ gần nửa thế kỷ rồi. Tụi nó ôm cái cờ hô hào lật đổ cộng sản, lật đổ bằng cách gì, lên mạng chế hình. Đó, xuyên tạc bịa đặt để lật đổ cộng sản,
trong lịch sử nhân loại chưa có một cái đất nước nào mà bị lật đổ bởi mấy cái hình chế với lại xuyên tạc bị đặt trên mạng xã hội hết á. Chưa có. Ngày xưa tới bố Mỹ đúng không, 500.000, hơn 500.000 quân bố Mỹ, 1 triệu quân ba que, rồi 7 8 nước chư hầu, còn lật không nổi cộng sản thì giờ tuổi gì mà rồi lật cộng sản với mấy que rồi già trong gậy sắp chết hết rồi thì lật cái gì, lật bằng cái gì? Cái ghế em đang ngồi đi, không biết hai ông già chống gậy ba que đó lật có nổi không, đừng nói mà lật cộng sản nghe nó buồn cười. Có hôm bữa Nam Phong có hôm bữa anh vô tình nghe được cái clip có chú Phong Nguyễn hình như là trao đổi với chú bên đó đó. Mình nghe mình thấy nó vừa hài hước nhưng mà nó cũng nói lên cái sự thật, đó là gì? Chú Phong Nguyễn có nói thế này: trời ơi, mấy ổng ở bến đi thì lớn tuổi rồi thì cũng mặc đồ thế này đi ra hành quân, mang mấy đôi giày bốt lò xo á, mà anh biết không, cái giày bốt lò xo nó nặng lắm, mấy ông xỏ chân vô mà ông đi, ông nhấc cái chân lên ông đi mấy cái giày đó là thấy tội luôn, thấy thương luôn á. Ý là mình mắc Đúng cười rất là cái hài giày bố là hước. cho nặng lắm, ở dưới nó có cái miếng lót, nó có cái miếng Mà lót sắt bằng á, sắt để nó chống trong á, dậm xuống trong, ngày xưa là bị gài trong che trong đồ đó cho nên nó lót, cho nên là Kiên Giang nói họ tự lật đúng không, tự lật thì tụi bay lên mạng ẵng làm gì, để họ tự lật đi, lên mạng ẵng làm gì cho nó mệt vậy, kêu mấy bố bên mấy bố mấy bác bên hải ngoại thôi cầm cái mõm lại đi để cộng sản nó tự lật nhau ha, Kiên Giang. Chứ tụi bay suốt ngày lên mạng tụi bay chế hình tụi bay xuyên tạc tụi bay ẵng rồi cộng sản nó tự lật thì ẵng chi cho mệt, nghỉ ngơi đi, sắp xuống lỗ hết rồi đúng không, nói phải phải tự mâu thuẫn không đó. Giờ em nói lại chuyện cái cờ đi, tụi nó nói cái cờ Việt Nam mình đó là cờ máu đó, tại vì chúng ta là cái màu đỏ, nhưng mà thôi mình chưa nói đến cái ý nghĩa của lá cờ mình, thì mình không biết là cái đám ba que nó có hiểu cái màu đỏ của cái lá cờ Mỹ, nó cũng cái ý nghĩa của nó cũng là từ xương máu của những người ngã xuống trong cái cuộc nội chiến nước Mỹ, cái ý nghĩa của màu đỏ của cờ Mỹ nó cũng là từ máu mà ra. Mà tụi nó có hiểu mẹ gì đâu, nó gọi cờ của đất nước mình là cờ máu. Nó mà xin lỗi nha, nếu mà nói nghĩ cái màu đỏ là máu thì cái màu vàng là gì anh Thao Quang, có phải tức mình nghĩ ra nó màu vàng không? Cho nên mình ở đây mình đừng có so sánh như vậy. Và nó so sánh gì, cờ Việt Nam là cờ Phúc Kiến, anh thấy không, cờ Phúc Kiến, anh thấy cái cờ Phúc Kiến không, nó cũng có cái ngôi sao, nó có cái hàng chữ bên cạnh dọc xuống lá cờ. Và mình chỉ nói nè, đất nước Việt Nam ra đời vào năm 1945 sau khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, trong khi đất nước Trung Hoa được thành lập năm 49. 1949. Cái cờ Trung Hoa nó cũng bắt đầu được thừa nhận từ năm 49. Đó, rõ ràng thì một cái tỉnh của Trung Quốc, thậm chí cái cờ của đất nước nó còn sâu Việt Nam, thì một cái tỉnh nó làm gì có cửa mà so với Việt Nam. Còn nếu mà so sánh á, thì cái cờ Ba Que nó, anh thấy nó giống cái cờ của cái tỉnh Foy của Pháp không, nó chỉ khác cái dọc ngang sọc dọc, hoặc là nó giống cái cờ Catalan, xứ Catalan của Tây Ban Nha, Catalan nó 4 sọc còn thằng này 3 sọc, nó so sánh một cách ngu xuẩn. Cái cờ của mỗi nước, hầu như các nước lá cờ nó có rất nhiều cái điểm tương đồng giống nhau, nhưng mà ý nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Tụi này nó biết con mẹ gì đâu, thấy giống giống cái Thế kêu cờ này Phúc Kiến. thế này là Nam Phong nè, về cái bản chất lá cờ đúng không, chúng ta quá rõ, chúng ta cũng chẳng cần bàn cãi làm gì, nhưng mà ở đây nè, ý anh muốn Nam Phong với mọi người tìm hiểu cái sự việc nó quá rõ ràng rồi, vậy những cái con người kia đó họ cố tình họ muốn
làm cái hành động gọi là vào sân bóng nha, show cái hình ảnh cái biểu tượng vàng ba sọc đỏ đó ra. Rồi mỗi lần đội tuyển quốc gia Úc giành ghi bàn á thì họ lại nhảy cẫng lên, họ ăn mừng. Thì đối với góc nhìn một người dân bình thường, người dân trong nước á, đó, ví dụ anh với Nam Phong thì sẽ nhìn họ với ánh mắt gì, đúng không? Trong khi rõ ràng họ luôn mò bảo họ là người Việt mà nha, họ bảo họ người Việt, họ đấu tranh cho đồng bào tôi, đấu tranh cho dân tôi, bảo vệ quyền lợi cho dân tôi. Vậy đó, trong ngay trong cái trận bóng đó thôi thì cái điều đó nó nói lên cái hình ảnh gì theo Nam Phong, đúng không? Một cái lũ gọi là phản quốc, với em đó là một lũ phản quốc với bộ dân tộc. Mà anh thấy nếu mà đội tuyển Trung Quốc mà qua đá bên Mỹ, em đảm bảo cho đội tuyển Trung Quốc rất là nhiều. Đúng Đó là rồi, một cái ví đúng rồi. dụ thôi. Hoặc là bây giờ đội tuyển Việt Nam mình đi qua Liên bang Nga hay là qua những cái nước trước đây rất là nhiều người Việt, rất nhiều người Việt đi cổ vũ. Thái Lan cũng vậy, qua Thái Lan có nhiều người Việt. Thái Lan họ yêu nước, ai cũng có nguồn gốc hết. Đúng rồi. Em nói cái câu chuyện nguồn gốc, cái câu chuyện nguồn gốc ở đây mà em lại vừa rồi em có coi cái một cái gia tộc mà ở bên Hàn Quốc anh, ông gì đó, là con cháu đời thứ Vô lý 60 hả? lận của vua Lý đó, anh thấy không? À, vô lý. Cách đây hơn 6 thế kỷ rồi, sang Hàn Quốc 6 thế kỷ mà bây giờ họ tìm về cội nguồn, họ đưa con cái họ về đã sống ở Hà Nội đó, anh thấy chưa? Đi hơn 6 thế kỷ mà họ vẫn nhớ về cội nguồn, về dân tộc. Đó. Mặc dù họ đã bị đồng hóa rất nhiều nhưng mà trong cái tâm khảm của họ, họ vẫn luôn nhớ về mình xuất phát từ đâu, mình từ đâu mà đến, và bây giờ họ tìm về cội nguồn. Còn cái lũ Ba Que này nó mới qua được mấy năm, nó qua được mấy năm bây giờ nó quay lại, nó cắn cộng sản, nó cắn đất nước. Đó. Nó cầm cờ ba sọc, nó đi đổ đi cổ vũ cho gọi là cái đội bóng mà đang đang đá với đội tuyển Việt Nam. Thấy nó chéo ngoe không, thấy nó có lạc loài không, nó giống con giáp nào không, nó đi chết đi chứ sống làm cái gì đó. Thấy nó, mình thấy là không thể nào chấp nhận được cái đám mà chống phá, bao que chống phá này. Nói về cái cờ thì nãy Nhưng mà giờ anh em mình có phân tích, không ai chấp nhận được cái hành động đó. trong cái câu Có mấy chuyện cái thằng ba quen Nam tự Phong, chúng. trong câu chuyện này nè, nếu như mình nói ngay từ đầu like á, thực ra là chúng ta xét tính chất để chúng ta gì, chúng ta vạch trần ra cái bộ mặt thật và nó tận cùng trong cái thâm tâm của những con người gọi là họ ủng hộ cái cờ vàng á, đúng không? Như cái việc mà Nam Phong vừa nói đó, trong trận đấu bóng đá mang cái lá cờ đó xô ra, rồi đội Úc giành chiến thắng thì ăn mừng. Bây giờ nha, chúng ta đừng đứng góc nhìn là người dân Việt Nam, chúng ta thử chúng ta là góc nhìn của người dân bản xứ, xem nhìn vào hình ảnh đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái câu hỏi gì, mà trong khi cách đây một năm cũng cái hình ảnh cái đó nó đã được lên, nó cắm trên ngọn đồi Capitol của Quốc hội Mỹ, đúng chưa? Đó. Và Nó liệt nếu mà là kê như một công dân bản xứ của Úc á, họ thấy hình ảnh đó thì họ sẽ nghĩ thế nào về những cái con người đang cầm những cái biểu tượng mà vàng ba sọc mà tung hô trên sân bóng á, họ sẽ cảm nghĩ thế nào, hoặc kể cả như chính phủ Úc họ sẽ nhìn nhận như thế nào về cái điều đó, đúng không? Lâm Phong, có mọi người công nhận điểm này không? chẳng qua là tụi nó nhét trong cái gầm giường gầm tủ lâu quá rồi, giờ có dịp để nó muốn đem ra nó khoe thôi. Một cái cờ mà không bao giờ được treo, không bao giờ được tung bay trước gió thì nó thật sự là không thể có, không có cái gì để tả được hết trơn. Cho nên bữa đó phải ráng ráng phải đem vô để bỏ một mớ tiền vô mua vé, chứ nó có yêu 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 thích gì đâu anh.
Thằng này biết cò bóng đá là gì đâu. Mục đích là đem cờ vô rồi để vẫy, nhưng mà cuối cùng là thất bại. Bị cảnh sát Úc nó thu, nó tịch thu mà không nói nên lời luôn. Nước mắt chảy vào Có trong. Hoàng Nguyên,